Truyện ngắn Đời Như Ý của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ai cũng hỏi, làm gì có chuyện đời như ý? Chú Đời cười, hàng ri mép xoăn tít, xồm xoàm vớt lên, tự hào, sao mà không? Nhìn vẻ mặt này không ai nghĩ chú mù, thấy sao mà tự tin, thanh thản quá chừng. Không ai biết chú còn khổ hơn cô Lụ. Chú Đời dẫn cả nhà rời chợ cũ, cầu nhum lang thang lúc con ý mới bồng nách. Gồng gánh một gánh hát, chú ca cải lương, bán vé số kiến thiết. Vợ chú nửa điên nửa tỉnh, không biết có phải vui trong bụng lắm không mà suốt ngày cười ngẩn ngơ. Hai đứa con gái, đứa 10, đứa 8 tuổi, phụ cha đem vé số tới mời từng sạp chợ. Đứa nào mặt mày cũng xấu xí, lem luốc đen đúa, nên nghe cha tụi nó kêu con Như con ý ai cũng cười. Một ngày của gia đình chú Đời bắt đầu từ sáng sớm. Chú buộc vô mình sợi dây điện nối giữa cây đờn với cái loa con Như đang cầm. Nó giật dây thì chú bước tới, trùng dây thì đứng lại. Con ý nhỏ con lăng xăng chạy đằng trước, đứng coi búp bê người ta chưng tổ kiến. Vợ chú vừa đi vừa ca hát đằng sau, nhặt hoa phượng để lên đầu, cũng giống như những người hát rong khác. Nhà chú có cả thảy 4 người, nhưng trên con đường tấp nập, trông họ thật nhỏ nhoi, cô độc làm sao. Ở thành phố này có chừng đến 3-4 người hát rong, họ dìu dắt từng đôi. Ở tận đằng xa, người ta nghe tiếng ca là biết ánh của ai rồi. Có đôi vợ chồng già ca mùi như thanh sang thanh nga, có một đôi trẻ hơn, ông chồng đưa hơi như trọng hũ. Chú Đời ca dở, giọng hơi giòn, chói, buộc lòng chỉ mấy bài Chiếc Áo Người Vợ Hiền, Con Gái Của Mẹ, nghe mắt chán. Nhưng chú đi đằng đầu phố, gió đàn lại cuối phố, nghe tiếng được tiếng mất, như người ta biết ông Đời Như Ý sắp đi qua. Cái miệng ông này sao mà lanh dữ vậy, luôn miệng gọi ý con đừng có đi xa, con Như đi chậm một chút, ba theo muốn đứt hơi rồi, coi má con đâu. Mình ơi mình à, mình lại gần tôi nè. Rồi oan oan bảo giá độc đắc chiều nay nằm ngay đây, ngay chân chỗ này nè, có 2.000 một vé, ăn gói xôi chưa kịp mắc răng đã hết, mua giúp tờ vé số đặng giúp tôi xóa đói giảm nghèo, mua đi để tôi đi xin bà con cũng mất cho hà. Mấy ông chạy xe ôm nói chú tao làm sao mà láo cá quá, không biết mù thiệt hay mù giả mà sao cái miệng leo lẻo vậy. Chú gỡ mắt kiến đen ra, cười với đôi mắt lạnh lẽo sâu hút. Mấy anh nghĩ vậy riết quen, em đuôi tối thiệt thòi rên rỉ, than giảng cũng đâu hết thảm, mà em đang sung sướng quá chừng đây, kể lễ nổi gì. Theo chú nói thì chú sung sướng thật, vợ chú đẹp, vui vẻ, vì cười hoài. Có đi nhậu vợ chú cũng không trù ụ như vợ người ta, không ngã lòng trước sự hào nhoáng xa hoa. Chồng người ta sao mà đẹp trai, sao mà giàu hơn chồng mình. Chỉ cần mỗi bữa sáng, chú mua cho vợ 2.000 đồng cà phê sữa là vợ mừng rưng rưng nước mắt. Chú sung sướng vì còn có hai chị em con Như con ý, nhỏ xíu mà giỏi, dễ dạy, đẹp đẽ. Nghĩ vậy nên chú Đời phải vui, vui vì vừa lòng với những gì mình đang có. Những trưa nắng, gia đình chú tạt vào huyên chợ Bách Hóa nghỉ chân. Con Như lãnh tiền, chạy đi mua cơm về ăn. Họ ngồi giữa ngọn gió mát lồng lộng. Chú Đời lúc nào cũng ngồi ăn chậm rãi, nghe ngóng xung quanh như canh chừng, như bảo vệ bữa ăn thiêng liêng của nhà mình. Chú nghe tiếng đũa cua linh tang cuốn quýt lên miệng chén, là biết đứa nào đói, đứa nào không. Rồi cằn nhằn vợ, mình ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ đó, nghe ạc ạc rồi đó. Con Như lấy nước mà uống, coi gỡ xương cho em ý với con. Bữa nào ăn cơm xong, chú cũng ngồi chải đầu cho ba mẹ con họ. Ai đi ngang khen chơi, chà, bữa nay hai đứa nhỏ đẹp gái dữ. Chú sướng quá cười hít hắt, nó giống mẹ, giống vợ em mới đẹp, giống em xấu thì. Mà ngộ quá, con của mình, xấu mấy cũng thấy đẹp, thấy thương. Quẩn quanh mấy chợ,
Mấy khu phố quen hoài bán không chạy như trước, chú đời phải ráng đi tới tối mịt mới về. Giọng chú ngày càng khàn, nghe khen khét như nồi cơm quá lửa. Khi qua mấy quán nhậu, có người kêu vô, đưa ly rượu, chú trịnh trọng nâng ngang mày đa tạ, chỉ hít tới hít lui khen, rượu ngon, mùi đá thiệt, nhưng không uống. Chú bảo lúc này giọng dở quá, hình như nghe không khỏe trong mình, nên có lúc giọng kha của chú lật bật như hai hàm răng đánh vào nhau. Chú biểu con Như đi mua Anagin về cho chú uống. Mấy cô tiểu thương trong chợ cằn nhằn, thằng cha mày lúc này ca gì là như sốt rét. Chiếc áo người vợ hiền hay vậy mà ca lụm cụm như chiếc áo bà già. Một bữa đi ngang qua trạm y tế phường, con Như dụ, nó nói trong trạm có khám bệnh miễn phí, nên nó dẫn chú vào. Lát sau, lúc từ phòng siêu âm bước ra, chú đời giận quá, mặt xanh, tay chân run rẩy. Ba đã nói có bệnh hoạn gì, làm tốn hết 15.000 đồng bạc. Chú đời mau giận mà cũng mau quên. Bữa sau chú còn sắm đồ cho hai chị em con Như, diện quần áo mới, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, ai cũng bật ngửa. Vậy ra ông mù này mà tin, ông đâu có xạo. Mấy đứa cũng ngộ gái quá chứ. Dì Liễu cũng khen, dì Liễu bán son chảo ở trong chợ Bách Hóa, không có con nên thích con nít hay rờ rờ đầu chị em Như Ý. Nói với mấy bà bạn, tôi khoái chị em con nhỏ này, nghèo vậy mà đàng hoàng, không đá cá lăn dưa. Con Như nghe thích lắm, về nói với ba. Chú đời hỏi, dì Liễu thích con hay thích con Ý? Như bảo, thích bằng nhau. Cho con cục kẹo thì cũng cho con Ý một cục. Chú đời thở dài, ba già rồi, hát ca hết ra hơi rồi, chắc là nuôi mấy má con không nổi, hay là ba cho bả một đứa nghe. Dì Liễu tính lâu chú nói chơi, con người quý con như mạng mình, nói cho là cho sao, ai dè chú làm thiệt. Dì Liễu mừng lắm. Những bữa chợ vắng có một đứa hủ hỉ trong đồ cho mình ngủ cũng vui. Dì chọn con Ý vì khuôn mặt nó đẹp, sáng sủa chứ không buồn bã như con Như. Dì còn đi coi thầy, chọn ngày tốt để rước con Ý về. Hôm con Ý về với dì Liễu là rằm tháng 2, chú đời biểu con Ý mặc đồ mới, kéo nó ngồi vô lòng mình. Chú chải tóc cho nó, chú chải lâu, vì nó cứ tức tưởi liên hồi. Chú hỏi bữa nay con mặc áo màu gì, nó bảo màu xanh. Chú dặn lòng, mình sẽ nhớ hoài, lúc xa chú, con Ý mặc đồ xanh, mặc dù chú không biết màu xanh ra sao. Chú kêu vợ lại biểu, mình hôn nó một cái đi, mai mốt nó không ở nhà với mình nữa. Mình đẻ ra nó mà tôi không nuôi, mình đừng có giận. Vợ chú đâu có giận, chỉ có con Như giận. Nó nức nở, con thương con Ý nhất nhà mà ba. Chú không thương à? Thương, nhưng chú chắc dạ lắm, bước đi là đi một nước. Vợ chú rên ti tỉ, ngoái lại nhìn phía chợ hoài. Con Như vẫn khóc, chú hỏi nó, con Ý có nhìn theo không con? Có ba, tội nghiệp nó quá. Dường như con đường có nhiều ổ gà, sao nghe trông trên quá. Chú đợi cắn môi bước tới, nhưng đến chạng vạng, lúc quay về nhà trọ, đã thấy con Ý ngồi lù ở cửa. Từ đó không cách gì bức nó ra được. Chú năn nỉ nó quay lại với dì Liễu, nó không nghe. Chú lấy gậy đánh, nó cắn răng chịu. Chú đưa vợ với con Như trốn khỏi thị xã, nó cũng biết cách lần theo. 7 tuổi, con Ý cũng đã 7 năm lưu lạc giang hồ chứ giỡn. Cuối cùng, một đêm, chú bắt nó ngồi trước mặt mình, ôm lấy đôi vai xương xẩu của nó. Chú nói cho con Ý nghe một câu chuyện đau lòng. Chú nói nó không phải là con ruột của chú,
chú lượm nó ở ngoài đống rác bệnh viện. Chú nuôi nó tới chừng này là để kiếm người bán lại. Dì Liễu cũng trả cho chú 2 triệu chứ đâu có ít. Con Ý nhìn tập tiền chú rút ra từ túi áo, mặt nó lạnh băng. Sáng nay chú Đời đưa con Ý trở lại với dì Liễu. Lúc quay đi, chú hỏi con Như, nó có nhìn theo không con? Con Như nói không. Chú ừ, nó khen một tiếng rồi cất tiếng ca. Nuôi con khôn lớn, không mong gì con nuôi lại mẹ. Sao mà nghe nghẹn ngào như đang khóc. Con Như sợ rồi sẽ tới phiên mình. Nó cuốn quýt sống, cuốn quýt yêu thương chú Đời. Nó ăn ít, lấy đồ cũ ra mặt như thể chứng minh rằng nuôi nó cũng không tốn kém gì mấy. Chú Đời hiểu lòng nó, hay hôn lên mái đầu khét rắn của nó, lặng lẽ thở dài. Lấy số tiền dì Liễu cho, chú Đời đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói vợ chú bệnh đã quá lâu, không có hy vọng chữa lành, nhưng cứ ở lại điều trị một thời gian xem sao. Chú Đời ôm vợ vào lòng, ngồi ngay chỗ băng đá đằng trước. Chú nắn đôi tay rờ rẫm mãi lên mặt vợ, biểu mình ở đây nghen, ráng mau hết bệnh về nấu cơm cho tôi ăn, nói chuyện với tôi chơi. Hồi cưới mình tới giờ chưa bao giờ mình nói câu nào tử tế với tôi. Tôi cũng buồn lắm. Vợ chú cười. Cả gia đình lang thang đó giờ chỉ còn 2 người. Đêm khuya trở giấc, chú Đời kéo mềm đắp cho con Như. Vô tình đôi tay chú quệt trúng 2 hàng nước mắt. Chú biết nó thức, chú hỏi sao vậy con, đau bụng hả? Nó tức tưởi, bây giờ chỉ còn có mình con, ba đừng bắt con đi đâu hết, để con dẫn đường cho ba, mua thuốc cho ba uống, phụ bán vé số nghiêng ba. Chú ừ, bỏ con đi đâu bây giờ? Chú thường vòng qua chợ Bách Hóa, chú không hát, không dừng lại bán, chỉ kêu con Như tỏ mắt nhìn con Ý, coi bữa nay nó mặc áo màu gì, mập ốm ra làm sao, tóc dài bao nhiêu rồi. Đứa con gái lớn buồn bã bảo, em con mập lắm, trắng hơn hồi nó còn ở nhà mình, nó cắt tóc tém, coi giống con trai lắm. Nó nhìn thấy con mà giả đò như không thấy vậy ba. Không mặc đồ xanh ba mua à? Không, lâu rồi nó không mặc nữa. Chú nghe vừa mừng vừa đau, vậy là nó quên chú rồi, nó yên lòng bên người mẹ mới. Vậy là từ nay chú đã mãi xa đứa con này. Lụi hụi hết nắng, giọng chú tắt khèn khẹt trong cổ họng, thậm chí không thể cất lời rao. Chú đờn cho con Như ca, tiếng ca ngọng nghịu và non nớt lắm, vô giọng cổ luôn bị đứt giữa chừng. Tội nghiệp, con nhỏ không có tài, nấy còn lạc giọng mà ca nổi gì. Những lúc ngồi bên con, nghe nó ăn giá sống cho họng bớt khen, chú Đời muốn khóc, thấy mình bất lực trước bệnh tật. Chú bảo, thôi bỏ nghề con, đã thấu gần hết cái khổ của kẻ hát rong, đã mỏi đôi chân ròng rã. Chú Đời bán cây đờn, cây loa với bộ bình ác quy. Chú xin cho con Như đi chạy bàn, rửa chén ở quán hủ tiếu Nam Giang. Mới đầu nó không chịu, nó nói ba ở nhà một mình không được. Hồi đó ba buồn còn đờn lững tững chơi, bây giờ đờn cũng không còn. Nhưng rồi đến bữa cơm, nó đổi ý. Nó không thể để chú Đời quẹt kho quẹt dày hoài. Một bữa trưa, nó bưng tô nước thịt có nhúng nấm rau chạy về. Chú Đời rầy nó làm vậy chi, ông bà chủ chắc không thích. Nó cười, chú thím sảnh, biểu con đem về cho ba đó, người ta thương con lắm. Chú Đời bảo, cuộc đời này thiệt nhiều người tốt. Một bữa trưa, chú Đời bắt nó ngồi lâu với chú thêm một chút nữa. Chú lấy lược ra chải đầu cho nó, tóc nó đã dài chấm thắt lưng. Chú nói, không biết chừng nó 18-20 tuổi, tóc dài cỡ nào hen. Con Như cười, chừng đó cho ba chải đầu thắt bính cho con mệt luôn.
chứ đời báo từ đây tới đó còn lâu. Rồi chú than, sao mà chú nhớ vợ với con ý quá chừng, con như bần thần. Hồi đó nhà mình vui biết bao nhiêu hén ba. Ừ vui, chưa vậy, nếu không ở bên hông chợ thì cả nhà chú cũng tụm lại bên một gốc cây nào đó có bóng mát, thủy chân, ăn cơm. Hai đứa con nhỏ của chú bữa nào cũng không chịu ngủ lấy sức, mà mãi mê búng thung, mở miệng ra rầy, con ý nịnh, để con nhổ tóc bạc cho ba. Nó nói đầu ba bạc nhiều lắm, rồi chặt sợi tóc lên bàn tay chú. Trời ơi, sợi tóc mỏng tanh, nhẹ te dày mà nó cũng thấy, con mắt nó sáng ghê. Rồi chú nhớ tới người vợ hay tựa đầu vào vai chú ngủ khì, trong trẻo, vô tư như trẻ con. Tự dưng chú đời thèm được sống lại những buổi trưa ấy, những buổi trưa đã xa rồi, đã xa mất rồi. Chú biểu, mai con chạy ra chợ Bách Hóa, hỏi dì Liễu cho con ý về, ba gặp một chút, sao ba nhớ nó quá à. Nhưng con ý đâu còn ở chỗ dì Liễu nữa, dì nói nó đi rồi. Con như tưởng dì giấu, cứ theo năn nỉ hoài. Tội nghiệp ba con mà dì, cho nó về một chút thôi, rồi mai mốt con không lại xin dì nữa. Dì Liễu vốn là người nhân hậu, dì chỉ biết nắm tay nó mà khóc ròng. Là thật, con ý đã bỏ nhà đi bụi đời là thật. Nó đi vì lâu rồi, mà nó không nhìn thấy người cha tội nghiệp dắt chị nó lặng lẽ qua chợ. Nghĩa là ba nó đã không còn thương nhớ nữa. Vậy thì ở lại làm gì? Con như quay về, nó phải dừng lại rất lâu. Nó không biết phải nói thế nào cho chú đời đừng đau xót. Nó ngập ngừng, đứng chỗ cái hàng ba đầy rêu ướt. Chợt nó nghe tiếng hát. Trời ơi, là tiếng hát của má nó. Âu ơ, đường dài ngựa chạy biệt tâm. Ơ phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. Con như mừng rỡ xô cửa bước vào. Má nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi thì thào, đừng la lớn, mệt rồi, ngủ đi. Con như chạy lại ôm má nó. Nó nghĩ chắc chú đời giả bộ đây. Trong con ý thấy mồ mà không chịu dậy, nó chọc lét vô mấy cái xương sườn của chú. Nhưng chọc mãi, chú không bao giờ thức nữa. Làm gì có chuyện đời như ý.